trang cùng lứa, chúng tôi cùng đơn vì thương mến nhau chung một toan. Ra từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh mơ kiếm tha phương đồng hành. Vui chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Ôi em lại không, bàn tay xin níu lại, xin thời gian chưa qua mau. Ngày xa thành phố, nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô nặng. Tám thằng trong chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đưa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa được nghe chất âm của chiếc cục đẩy CA9 đến thương hiệu Sotanda. Với chiếc cục đẩy của CA9 thì những hàng bãi xịn của nó thì quý vị chỉ cần đẩy trong vỉ của nó, thì với những dòng hàng bãi xịn thì nó sẽ sử dụng hàng 5 vỉ 1, 2, 3, 4, 5. Còn đối với một số những hàng mà nó nằm nhái theo thì nó chỉ làm 3 vỉ thôi. Tức là nó cũng sử dụng sò thì giống nhau, nhưng mà cái vỉ này thì nó chỉ làm một vỉ, nó sẽ không có cái vỉ phụ này. Và cái vỉ phụ này thì nó sử dụng rất là nhiều những con chở IC rồi, những con lọc tiếng. Nói chung là cái hàng xịn của nó thì nghe rất hay. Với cái dòng, đối với dòng CA9 thì nó là hay nhất trong những cái dòng của hãng xe. CA18, CA20 thì nghe nó lúc nó cải biên rồi thì không hay, không còn hay được như cái dòng tiếng, nó không còn chất được như dòng CA9. Với những dòng cục đẩy CA9 thì như anh em làm sự kiện, anh em đã từng làm thì gần như anh em đều biết, với dòng này thì nó tiếng bát của nó sâu và nó rất là mềm. Bên cạnh đó thì tiếng trung của nó sáng và lời của nó rất là rõ ràng. Với những chiếc cục đẩy này thì quý vị hát karaoke nó có một cái rất là hay. Tiếng bát của nó thì tiếng bát mic của nó, khi chúng ta hát ấy, tiếng bát của nó sẽ có độ trầm ấm, hát rất hay. Đấy, hát rất hay. Nhất là những người giọng nó thanh giọng thì với chiếc cục đẩy này thì khi hát thì nó sẽ, chúng ta sẽ có một cái tiếng mic nó ra, tiếng bass của nó ra, cảm giác là nó sẽ mềm và nó có cái độ dày. Nói chung là đối với dòng CA9 thì gần như là nó là dòng cục đẩy rất là hay. Nó sử dụng một cái mạch của nó là mạch class AB này. Con này thì sẽ sử dụng nhiều sò. Con này sử dụng lên tới là 36 sò và 32 sò chính, còn 4 sò của nó thì bù áp, 4 sò thúc nhá. Đấy. Thì với chiếc cục đẩy này thì giá bán hiện nay tại cửa hàng giá 4,4 triệu, nói chung giá rất tốt. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu quả nguồn của nó, thì các bác có thể nhìn thấy nguồn của nó là dây đồng rất là to. Đấy. Dây cực kỳ là to luôn. Đấy. Và với những chiếc cục đẩy như này thì chắc chắn là khi các bác xem được thì các bác rất là thích, bởi vì nhiều bác nếu đã chơi thì các bác chơi âm thanh thì nói chiếc cục đẩy CA9 bãi thì các bác đã gần như các bác đã biết là nó rất là hay rồi. Ở đây thì về cái vỉ công suất ấy, thì nó sẽ sử dụng là sò dòng sò Toshiba thôi nhá. Con này thì nó vẫn còn những cái keo, đấy, những keo này là đây là những vết keo đấy nhá. Cạy đi nó sạch hết ngay. Đấy. Chứ không phải là vết này, vết keo zin của nhà máy. Máy class AB đấy thì sử dụng thường là sẽ hơi nóng máy một chút thôi nhá, hơi nóng máy một chút nhưng mà tiếng rất là hay. Đấy. Nói chung là với các dòng mạch thì mạch class AB của nó, nếu những hàng hãng của nó thì vẫn được đánh giá rất là cao thôi nhá, hàng xịn của nó đánh giá rất là cao. Các bác biết là những cái dòng như là âm ly, những con âm ly xịn đấy thì nó sử dụng mạch class AB này. Có điều là cái hiệu suất cho so ra sẽ không được cao. Như con này nếu mà mạch class H hoặc là mạch class TD thì như con này thì công suất rất khỏe, còn con này mà class AB thì nó chỉ được khoảng 800W một kênh thôi nhá, 800W một kênh, 800-900W một kênh. Này. Tùy theo mức độ điện áp của chúng ta nó có ổn định không. Nếu mà điện áp ổn định, nếu điện khỏe nó có thể lên đến 1000W một kênh. Nên là những chiếc cục đẩy này nếu chúng ta đánh full đôi vẫn đánh tốt thôi nhá, đánh full đôi tốt. Con này thì nó sử dụng, dòng này thì nó sẽ có rất là nhiều đời, có những đời sử dụng tụ trắng, có những đời sử dụng những cái tụ màu này. Đấy, màu xanh rêu. Con này tụ nó 63V và
sử dụng tụ của nó là 10.000 mi nhé, 10.000 mi. Đấy, với hàng 5 vỉ thì chúng ta đẩy cái vỉ, nó thêm một cái vỉ này thì cái vỉ này của nó rất là nhiều linh kiện. Như những hàng nó làm dập theo, khuôn mẫu nó nhái theo ấy, thì nó chỉ có 3 vỉ thôi, không có 5 vỉ như này. Đấy. Thì clip này thì giới thiệu toàn thể các bác để báo giá cụ thể. Con này thì nãy mình đánh trực tiếp từ tín hiệu từ máy tính vào thẳng đẩy luôn. Và chúng ta cho ra loa luôn. Đấy, về đằng sau của nó thì đường vào bằng Canon và có đường link sang đời khác nhé. Và đường ra loa nó chỉ có duy nhất bằng jack Canon, không có cọc loa các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý khi mua dòng sản phẩm này. Đấy, nếu là chính hãng của nó. Đấy. Thì clip này thì thông báo cũng như là tiếp qua nhạc cho các bác để các bác có thể cảm nhận được cái chất âm rất tuyệt vời của dòng cụ đẩy CA9. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác. Các bác nhớ like và đăng ký kênh, cũng như là chúng ta nhớ ấn vào quả chuông để có thể cập nhật được những video clip mới nhất hàng ngày cửa hàng đăng tải. Một lần nữa rất cảm ơn các bác.